Tiếp tục series truyện về vật phẩm, shop quà tặng thủy tinh phong thủy xin nói về bể cá phong thủy mini. Bể cá phong thủy mini là vật phẩm phong thủy thịnh hành không thể bỏ qua trong xu hướng thiết kế nội thất. Đối với những người mang mệnh thủy, bể cá mini mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Trong một ngôi nhà phải cân bằng các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cuộc sống thành thị ngày nay, việc đem thủy vào nhà rất khó. Mẹo nhỏ khắc phục yếu tố này chính là sở hữu một bể cá phong thủy mini thiết kế trang trí nội thất tại các phòng ngủ, phòng làm việc. Xã hội hiện đại ngày nay, trang trí nhà cửa không chỉ hướng đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà con người còn quan tâm đến cảnh quan phong thủy. Bởi theo quan niệm phương Đông, phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ. Việc lựa chọn các vật phẩm này vô cùng được đề cao, và chúng ta không thể không nhắc tới bể cá phong thủy mini. Đồ vật vừa có vẻ đẹp thẩm mỹ, mang lại lợi ích phong thủy. Hơn nữa đó là thú vui tao nhã, giải tỏa căng thẳng cực tốt. Hình dáng nhỏ xinh, bể cá mini là lựa chọn tối ưu mang thiên nhiên vào không gian của bạn. Để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện nay, bể cá mini được thiết kế với nhiều hình thức đa dạng. Bể cá treo, bể cá để bàn có giá treo, bể cá đặt nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Chất liệu cũng vô cùng phong phú, thủy tinh, nhựa mica trong suốt hoặc mica màu, nhựa ABS phù hợp với sở thích nhiều đối tượng khách hàng. Theo phong thủy, bể cá là vật tốt lành tượng trưng của thủy trong ngũ hành. Nó đem lại tài lộc, vận may cho gia chủ. Chỉ cần đặt đúng chỗ, chọn đúng loại cá hợp mệnh, tiền vào như nước. Chính vì thế bể cá mini rất hay được đặt tại bàn làm việc. Ngoài ra còn được trang trí ở phòng khách, bàn đón tiếp, treo trang trí ở gầm cầu thang. Đây là những vị trí tốt phát huy tác dụng chiêu tài hút lộc của bể cá mini. Ngày nay từ thành thị đến nông thôn, nhu cầu chơi cá cảnh đều rất nhiều. Bởi vậy, những bể cá phong thủy mini nhỏ xinh là vô cùng lý tưởng. Chúng mang thiên nhiên vào không gian của bạn, giúp bạn giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi và cuộc sống thêm sinh động. Bể cá phong thủy mini được coi là vật phong thủy cân bằng âm dương. Chúng khiến không gian của bạn có thêm luồng khí tốt, dưỡng cho sức khỏe. Theo tâm linh, nước là thủy sẽ gột rửa những bụi bẩn về cả thể xác lẫn tâm hồn con người, khiến cho bạn có tinh thần, nhiệt huyết để làm việc. Đồng thời, sẽ có những giây phút thoải mái hơn sau giờ làm việc. Hiện nay hình dạng kích thước bể cá tương đối đa dạng, nhưng theo phong thủy, bể cá nên chọn hình tròn, sâu lòng, đáy rộng, thể hiện sự tròn trị, đáy rộng nở hậu kích tài vận. Tuy nhiên, cần tùy thuộc vào vị trí mà ta có thể lựa chọn hình dáng bể phù hợp. Song hình tròn vẫn là tối ưu. Màu sắc của cá nên phù hợp với gam màu hợp tuổi của gia chủ. Tuổi thích hợp nhất để nuôi cá là mộc, bởi quan niệm thủy sinh mộc rất tốt. Các tuổi mang mệnh thủy, thổ, kim đều có thể nuôi cá. Duy nhất người mang mệnh hỏa không nên nuôi bởi hỏa rất khắc với thủy. Người mệnh mộc, bể quay hướng bắc, cá màu xanh lá cây. Người mệnh thổ, quay hướng tây nam, cá màu xanh dương. Người mệnh kim, quay hướng bắc, cá màu trắng. Người mệnh thủy, quay bắc hoặc đông, cá màu trắng hoặc xanh lá cây. Shop xin khép video lại tại đây. Hy vọng mang lại cho các bạn một số kiến thức cơ bản. Hãy ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh của shop. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.